Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với phiên cập nhật giá vàng của chúng tôi, phiên giao dịch thứ nhất đầu giờ sáng ngày 1 tháng 12 năm 2019. Trong buổi sáng ngày hôm nay, giá vàng trong nước được niêm yết như sau. Thứ nhất đó là đối với vàng nữ trang 4 số 9 từ 1 chỉ đến 5 chỉ, chiều mua vào là 41.180.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.610.000 đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 4 số 9 chiều mua vào là 40.670.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.470.000 đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 24K chiều mua vào là 40.059.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.059.000 đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 18K đang được niêm yết ở chiều mua vào là 29.856.000 đồng trên một lượng và bán ra là 31.256.000 đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 14K chiều mua vào là 22.929.000 đồng trên một lượng và bán ra là 24.329.000 đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 10K chiều mua vào 16.045.000 đồng trên một lượng và bán ra là 17.445.000 đồng trên một lượng. Đó là đối với các vàng nữ trang và nhẫn 4 số 9. Ở các địa phương như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng thì giá vàng được niêm yết như sau. Thứ nhất đó là đối với ở thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống SJC chiều mua vào là 41.240.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.470.000 đồng trên một lượng. Hệ thống Doji chiều mua vào là 41.250.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.400.000 đồng trên một lượng. Hệ thống PNG ở thành phố Hồ Chí Minh chiều mua vào là 41.250.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.450.000 đồng trên một lượng. Tiếp theo đó là đối với thị trường vàng ở Hà Nội. Hệ thống SJC ở Hà Nội chiều mua vào là 41.240.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.490.000 đồng trên một lượng. Hệ thống Doji ở Hà Nội chiều mua vào là 41.240.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.390.000 đồng trên một lượng. Hệ thống PNG ở Hà Nội chiều mua vào là 41.250.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.450.000 đồng trên một lượng. Đối với hệ thống Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý thì có giá như sau. Hệ thống Bảo Tín Minh Châu chiều mua vào đang niêm yết 41.280.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.420.000 đồng trên một lượng. Hệ thống vàng Phú Quý chiều mua vào niêm yết ở mức 41.250.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.400.000 đồng trên một lượng. Đối với thị trường Đà Nẵng, hệ thống SJC ở Đà Nẵng chiều mua vào là 41.240.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.490.000 đồng trên một lượng. Hệ thống Doji ở Đà Nẵng chiều mua vào là 41.220.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.420.000 đồng trên một lượng. Còn đối với hệ thống PNG ở Đà Nẵng chiều mua vào là 41.250.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.450.000 đồng trên một lượng. Đó là ba cái thị trường vàng lớn nhất ở nước ta, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Tiếp theo đó là giá vàng ở một số địa phương. Nha Trang ở Khánh Hòa chiều mua vào đang được niêm yết ở mức đó là 41.230.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.490.000 đồng trên một lượng. Thị trường vàng ở Bình Phước chiều mua vào là 41.210.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.500.000 đồng trên một lượng. Vàng ở Cà Mau chiều mua vào là 41.240.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.490.000 đồng trên một lượng. Thị trường vàng ở Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai chiều mua vào là 41.240.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.470.000 đồng trên một lượng. Và cũng trong ngày hôm nay, giá vàng ở một số ngân hàng cũng không có sự thay đổi so với những ngày hôm qua, cụ thể như sau. Đối với hệ thống ngân hàng Vietinbank Gold chiều mua vào là 41.170.000 đồng và bán ra là 41.420.000 đồng trên một lượng. Hệ thống ngân hàng TPBank chiều mua vào đang được niêm yết 41 triệu và bán ra là 41.600.000 đồng trên một lượng. Tại hệ thống ngân hàng Maritimebank chiều mua vào là 41.050.000 đồng trên một lượng và bán ra thì đang niêm yết ở mức 41.400.000 đồng trên một lượng. Tại hệ thống ngân hàng SCB
Chiều mua vào đang niêm yết 41.180.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.380.000 đồng trên một lượng. Tại hệ thống ngân hàng Eximbank, chiều mua vào là 41.270.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.420.000 đồng trên một lượng. Và cuối cùng đó là đối với hệ thống ngân hàng Sacombank. Hệ thống ngân hàng này thì chiều mua vào đang niêm yết 41 triệu và bán ra là 41.600.000 đồng trên một lượng. Đó là giá vàng trong ngày 1 tháng 12 năm 2019, và mình sẽ tiếp tục cập nhật giá vàng hàng ngày gửi đến quý anh chị và các bạn. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách ấn đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật giá vàng hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những đợt cập nhật giá vàng tiếp theo.